Dạ con chào cô Bạch Tuyết. Chào con. Con đi nhà chú nghe album tên là Vũ Trụ Cò Bay. Chào mừng mọi người đến với reaction của chị Ngọc Mai và Phương Mỹ Chi. Album Vũ Trụ Cò Bay của em. À là thì này là ra một cái album với 50 bài thì 10 bài. Dạ 10 bài, kỷ niệm 10 năm ca hát thì 10 bài. Vô tình chẳng may có cái hẹn. Dạ. Cho chị nghe album của em. Album tên là Vũ Trụ Cò Bay. Vũ Trụ Cò Bay. Dạ, đây là một album em đồng sáng tác cùng với các anh đi khác mà lấy nội dung từ văn học Việt Nam. Sư học văn giỏi không mà lấy cảm hứng gì? Dạ giỏi nhất trong các môn. Em sẽ cho anh nghe intro của album trước. Intro, ừ. Còn có cả intro. Trời Nam sông ôm núi cao vời, có thiêng ôm mây trắng lá lơi. Staccato đỏ. Được, nói chung là cái màu này hợp với con á. Dạ. Rất là phiêu lưu nha. Yeah. Sau khi mà xem nghe xong cái đoạn intro này thì mình cảm thấy là nó rất là ma mị, nó mới nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó rất là truyền thống. Yeah. Nhất là giọng em, cái giọng em không thoát được nha. Tiếp theo sẽ là bài gối gấm. Gối gấm. Dạ đúng rồi, gối làm bằng gấm đó chị. Gối làm bằng gấm. Dạ ok. Bài này đi diễn ngon à. Hay quá. Thì nói chung cái bài này là nghe là thấy rõ chữ nè, rất là rõ, nhưng mà rõ chữ nhưng vẫn giữ được cái độ tự nhiên của nó. Bài 1 là qua. Ừ. Qua quá dữ. Dạ. Em cảm ơn cô giáo. Bài này là bài nó hơi thiên hướng nhạc đỏ một chút. Đó, tò mò em, đó. Em lấy cảm hứng từ cái tác phẩm tả về những cô gái ở ngã ba Đồng Lộc. Ôi thế giới trẻ rồi. Giỏi quá à. Những ngôi sao xa xôi. Xuân em có mấy khi quyết lòng ra đi. Giọng em hát vang vọng khắp đất trời. Dân ngàn gian khó nhưng tiếng ca vẫn không. Rồi, dồn dập quá, thành quân quá. Tưởng đang thi chương trình sao nhập ngũ. À, hay quá à. Yeah. Thấy cô đỏ sao vàng chạy trong đầu luôn nha. Đầu óc anh hay bị tưởng tượng lắm. Bắt đầu nghe cái đó nghĩ là dân ca. Yeah. Dân ca thì em rất là hợp với dân ca và hát nổi tiếng đó giờ là vậy. Nhưng mà đây là một cái ca khúc bất ngờ. Bây giờ em xin mời chị nghe bài Bóng Phù Hoa. Rất hay. Cảm nhận là lần đầu tiên nghe bài này thôi thì về khúc thức, về tất cả mọi thứ nó rất 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 là cuốn. Vì cũng nhìn thấy cái hành trình của Chi đi á, mà cái sự nỗ lực để mà hát được cái bài này như vậy là rất 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 là đáng khen. Nó là hay nghe như là phim cổ trang vậy đấy. Nghe phim cổ trang á. Rồi có một cái đoạn khúc giữa, khúc cuối, gần cuối đó là cái đoạn giống như là tụng kinh, nghe rất là lạ. Bây giờ con sẽ cho cô Bạch Tuyết nghe một cái bài mà con hát chung với chú Kim Tử Long. Ừ. Dạ đây là bài tên là Chiếc Lược Ngà. Thật sự. Dạ, con xin mời cô nghe. Cái đoạn mà con hát nhạc đầu á thì cái phối nó đơn giản hơn, nó đi với cái tiếng đàn tranh á thì nó hợp với là cái giọng của con. Cái câu đó của con sao? Bao năm tháng trôi qua tôi luôn đợi luôn chờ. Bao năm tháng trôi qua tôi luôn đợi luôn chờ. Thích bài này nhất. Bài này là kiểu nó có một cái điểm nhấn rõ luôn. Cô bé đó nhớ về người cha của mình. Đó thì tự nhiên người cha của mình xuất hiện, xong mọi thứ nó đẹp đẽ, nhớ nhung, xong cuối cùng là nó tan lại, cái là chỉ còn lại chiếc lược ngà chứ không phải là người cha. Chỗ đoạn mà feel chorus. Đoạn feel chorus đó là anh thấy được cái sự đau đớn nó lột tả ra. Với lại cái nhịp của bài này nó cũng khiến cho anh kiểu mình phải chăm chú vô. Và tiếp theo là bài Hai Đứa Trẻ. Bài này là con viết với chị Sumo. Bài này thì con kết hợp một chút đi vô. Chớp mắt trong mơ màng, còi kia rụi tiếng xa vang, đèn ghi lóe sáng lem nhem mờ. Âm thanh làm tốt quá, âm thanh đẹp. Tàu đi lặng lẽ không. Cho cái độ nảy nó tóc cái người lên hơn thì tự nhiên con sẽ matching với cái này nhiều.
nhạc nó rất ấn tượng các bạn ơi, cái nhạc beat của nó rất là ấn tượng, mình rất là thích cái nhịp, nó có một chút gì đó bossa nova nhưng nó vẫn có một cái gì đó mà mang tạo một cái không gian, nói chung là buồn lắm nhưng mà đấy, chị cảm giác là tuy là nhạc sập sình như vậy nhưng mà lời rất là buồn. Yeah. Em muốn bỏ một cái tuổi thơ của em ở trong đó. Em thì gắn liền với bolero, dân ca, cho nên em muốn bỏ vào đó hai đứa trẻ là cái hình ảnh mà giống như em với chị gái em. Cho nên khi mà thu âm ca khúc này là em khóc. Thế á? Bài này em fit với anh Trung Quân. Bài tên là Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Bài này nghe tạo chị cảm giác không gian nó lạ lắm, nó không giống với những cái bài cấu trúc bình thường đúng không? Cứ đảo liên tục chỉ cái nhịp bằng bắc bắc bằng bắc bắc. Kiểu em muốn nói về cái tình yêu á, mà nó cũng sát với câu chuyện của tác giả Nguyễn Minh Châu á, là kiểu cô cái người đàn bà làng chài á, bà kiểu bị bạo lực nhưng mà bị chồng không có thương, nhưng mà bà vẫn không có dám dứt ra khỏi cuộc tình đó, cứ kiểu dây dưa mà tù túng, cứ chịu những cái đau thương đó. Nên em muốn đem cái cảm giác đó đi vô đây để cho anh tạo một cái không gian mà đi tìm vết thương, mà vết thương in hằn sâu lưng gầy, in hằn trên lưng gầy, có nghĩa là vết thương ở đây là tụi em muốn nói là dấu vết của yêu thương, nhưng mà nhận lại về những cái vết thương trên người. Bài này là bài kết của album em, tên là Người Con Gái Nằm Nghe Biển Hát. Thì cái bài này em viết và em lấy cảm hứng qua hình tượng của cô Võ Thị Sáu. Và em muốn nói lên cái suy nghĩ của em là không phải sự ra đi nào nó cũng phải thật là đau khổ. Theo em nghĩ là cái sự ra đi này nó rất là bình yên. Biển ngàn sao vẫn cùng hàng dương hát nơi này. Có phải là giống như là em muốn diễn tả cái sự ra đi này nó rất là cao đẹp ý. Và cái sự ra đi đó cũng là một cái sự rất là thanh cao mà đi nhẹ như một cái lông hồng. Giống như là cái cô đó vuốt tóc làm sao thì chị tưởng tượng ra cô đó vuốt tóc cài sao, rồi cái bước chân cô đi thi thước tha sao, tức là cái em vẽ cái hình tượng đó bằng cái âm thanh đó thì chị tưởng tượng được với cô gái đó. Ra thì để nói thích bài nào nhất á, chị không có nói được bài nào nhất luôn á, là bởi vì sao mỗi bài nó có một cái hay rất là riêng, bởi vì chị đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Ví dụ như trong đầu anh bây giờ vẫn ấn tượng nhất nha, là bài Chiếc Lược Ngà. Mọi người đẩy vô cái cảm xúc lúc cuối là nó nằm thẳng ở trong đầu anh luôn, mọi thứ nó nằm thẳng ở trong đầu anh luôn. Bởi vì trong đầu anh dựng lên nó giống như là một cái phần mà nếu mà mọi người làm dài nhiều khi nó trở thành một cái nhạc kịch luôn. Thật ra khó nói quá hả? Anh giống như Ngọc Mai quá. Không thiệt, tại vì mỗi bài nó từ tại vì nó rất là dễ nhớ vì cái concept và content của mỗi bài nha. Để mà gợi nhớ nhất thì anh thích nhất là bài Chiếc Lược Ngà. Nghe Chiếc Lược Ngà tại vì và Bóng Phù Hoa, hai cái đều 5 năm á. Hai bài có thể hit á. Ồ, cảm ơn anh. Nếu mà hit thơ thì chắc Bóng Phù Hoa hit thơ. Đúng. hai bài đầu tiên là anh thích nhất luôn. Là cực kỳ là nghe xong là kiểu phấn khích này nọ. Người trẻ nghe cũng sẽ thích, anh đảm bảo luôn. Và người lớn nghe cũng sẽ thích luôn. Bởi vì nó hòa trộn được một cách rất là hài hòa. Rất là bất ngờ với Phương Mỹ Chi. Đây là một cái hình ảnh mà mình chưa từng nghĩ đến bởi Chi. Tại vì trước giờ là ngày xưa là có thêm sale theo dõi giọng hát Việt á, là em chỉ đứng một chỗ thôi và em rất là nhút nhát, rụt rè. Nhưng mà bây giờ qua một quá trình trưởng thành và làm một album như thế này thì mang đậm cái màu sắc của Phương Mỹ Chi luôn. Và cách mix nó rất là hòa quyện vào nhau, và nó răng xé lắm. Đúng là hát bài của mình rất là khó khăn để mà làm thế nào để người ta nghe lần đầu tiên và người ta cảm nhận được như thế này, là đấy chị nghĩ là một cái thành công rồi. Một cái thành công của riêng bản thân mình. Nếu mà nghe qua cái âm nhạc của Chi thì chị cũng biết là Chi là một cái người rất là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, sự nghệ sĩ rất là tràn đầy và một cái cuộc sống rất là màu sắc. Mà cái sự hạnh phúc của Chi ở đây là Chi vẫn đi trên cái con đường mà Chi chọn, và Chi thành công ở đây là giữ vững lập trường trên cái con đường của mình chọn và xây dựng nó cho đến ngày nó được ra đời. Đó là cái sự hạnh phúc đó là thấy rất là rõ ở trong cái album này. Cô có lẽ là cái đời cô nó có một số những cái việc, cho nên là cô nhìn thấy con là cô không có ngạc nhiên. Là vì cái con đường con đi là nó đang đúng. Tức là con có tài năng, rồi đó là con đầu tư trí tuệ. Rồi con có theo dõi con sống thì thấy cái tấm lòng của con dành cho
gia đình dành cho cuộc đời này. Con cứ đi cái con đường của con. Cô theo cô là đây là con đường trúng nhất đối với con. Yeah. Anh đánh giá những cái sản phẩm anh vừa nghe là nó mang cái tính chất nhân văn rất là cao nha. Yeah. Nó có thể tiếp cận được giới trẻ này, bởi vì đó là em. Anh thấy đây là những cái điều tích cực mà chúng ta, những cái người trẻ đang có sức ảnh hưởng, có thể làm cho cái xã hội này bằng giọng hát của em, bằng những cái ca từ, bằng những, tất cả những cái điều này thì thực sự là Cảm ơn anh rất là nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho album Vũ trụ cỏ bay của Phương Mỹ Trì ra mắt chính thức vào ngày 14 tháng 9 sẽ được phát hành trên tất cả các nền tảng. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ em nó ha. Sẽ đón nhận album đợt này của bé Trì, nghe thật nhiều, mua để thật nhiều. Hãy ủng hộ cho em bé tài năng này nhé. Và quý vị hãy dành thật là nhiều tình cảm cho Phương Mỹ Trì và album Vũ trụ cỏ bay nha. Chúc con thành công. Con cảm ơn. Trời ơi vui quá. Cảm ơn em cho nghe nhạc buổi chiều. Yeah, cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh. Yeah. Ôm cả. Giỏi quá. Chúc mừng em.